tay đi anh. Trên tay, trên tay, trên tay, trên tay. Vô bán giải mà. Hát, 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 hát. Mẹ mày đi có mấy ngày màn hình nó kỳ kỳ sao vậy? Ai da? Ủa anh có stream vậy? Anh đang stream mà. Anh đang stream mà. Bàn thề cái ghế của tôi ai chỉnh đó nha. Thế kỳ. Ông là có người ở không tin. Ờ quá. Có gõ cửa không? Có gõ cửa đàng hoàng cha. Cái ghế tôi hình như ai chỉnh hay sao ấy. Bời thì chơi gì ngồi chơi xong rồi nhớ để lại vị trí cũ cho đỡ sợ. Ờ chơi dạng bao nhiêu lần rồi, ví dụ mình có chơi thì tắt chuột giùm nó, chuột trước khi đi là tắt rồi mà giờ chuột sáng chân này đéo hiểu luôn. Vậy coi chừng ngày xưa có người lên phòng ông, bây giờ biết phòng ông lên nữa đó. Ai vậy cha? Mà mình sợ quá. Nói ghê vậy. Baby. Xem bên đây đi. Tim nhảy đầu buồn. Chi vậy? Mà hỏi chi? Biết nhảy đơm luôn. Trời ơi, quá chưa nhìn tôi nó chết queo rồi. Nập mạng hay gì vậy? Quay. Quay. Gì? Vậy là, à. Vậy là em quên cái trận mà em cùng với lại đồng đội cũ ở trong SGD chạy giữa đồng má anh táp bể đầu hết hả? Nhớ không? Em nhớ không? Thấy em lên YouTube em bật lại trận đó em xem em không? Không, em mất trí nhớ rồi, không nhớ gì cả. Uầy, mà team em hồi nãy xém top 1 bao bằng hay quá. Về team nào? Team em. Team em là team nào? À, team cũ của em. Cái team kích em á. Rồi luôn. Muốn xem nghiêm túc đúng không? Xem nghiêm túc thì xem nghiêm túc bình thường. Ờ kìa. Rồi thông luôn. Cái l*** gì vậy? Tính rồi, bình tĩnh đi. Tính rồi. Được mà. Easy man. Chupapi mo nha nhô mo nha nhô chupapi. Chupapi mo nha nhô mo nha nhô chupapi. Chupapi mo nha nhô. Chấm à? Con chăn mập. Chơi gì đấy bạn? Má ngồi yên đi, ông cứ giật cái tay lái hoài. Què. Chú Vĩnh miệng bẹp ông mà. Què chú ơi. Gạt cần số hoài, không hiểu luôn. Cái đầu có người nha, ngay trên cái hộp cái chỗ em. Kìa nó cho đầu, anh bét cho này. Bắn nó vô rồi, dừng, đừng lên. Bên trái á bùa thì từ. Một thằng yếu đâu? Ở trong bùa. Chết nữa rồi. Rồi thằng đó thôi. Này anh chip nó một nữa. Hết rồi. Này. Con đạn trong này bao ơi. Em bắn. Ê bùa nằm vô anh. Đâu rồi, chiếc xe đâu rồi bạn? Ê con xe đâu rồi? Hai xe à? Xe bùa để ngoài. Ê xe tôi để đây này. Nó có xe không nhỉ? Đâu còn có người. Chơi luôn, team nó còn hai thằng thôi, chơi đi. Lên chú ơi. Biết nha, nó ngồi ngay chỗ chiếc xe bên phải cầu ấy, ngay chấm hồng. Chơi đi, không sợ. Buồn em bảo này, anh ngồi ghế hai cây mai đi nhá. Ai dạ. Cây mai cái ba đó. Né đi xong cây mai đó. Nó đầu cầu luôn à. Ừ, ngay bên trái, Lắc đi. Nó chạy này. Chờ nó. Quay trái đây nè, chơi đây. Chạy đi. Hay chú ơi. Nó bằng xe gì chú? Đâu xe đấy. Ok. Bỏ đi. Đó, bộ người chú. Sao mà chết tôi được? Trên Đà Lạt có chú ơi. Đó, chạy theo vẻ của em đi là được à. Ờ sao không chở anh bộ chú chứ mày. Bộ đi bộ ơi. Một viên mồm. Đi chú ơi. Nhưng mà bà ơi kìa. Dạo này xem chơi game mất hay cận rồi lấy cái mắt kính đeo vô đây. Không mẹ mày.
mấy ở đây này, sao, sao, này là hai thằng bộ quá kia sao anh ơi, còn hai thằng à? Tại sao không chạy giữa đường hả em trai? À 30/4 chứ. 3 ngày nữa là 30/3. Sorry anh em. Hai. Ủa, ờ. Tạp bì đi nè. Oh my god. Tại vì nói thật với anh em là ở bên Valorant ấy, người ta cũng có gửi mail, người ta bảo là chơi Valorant đi, xong là mày kiểu mày làm cái gì mà influencer gì cho game của tao đi. Đấy, thì tôi cũng đang suy nghĩ anh em à. Hay là một vụ nổ lớn. Anh Bo xem VCS à, VCS xem hay mà anh xem mà từ cái năm mà 2015. 2015 là đã bắt đầu biết xem, biết đánh Liên Minh rồi. Mà như mà anh em biết đây, mình anh tôi thích là chơi mấy cái game bắn súng chứ mấy cái game mà kiểu Liên Minh hay là Liên Quân các thứ đồ chơi thì chơi vui thôi chứ để chơi hát thì hơi khó. Má mà cầm xin ra đi mid 21-1 đánh con gì nữa. Mắc công mà mấy cái đội tuyển mà kiểu chuyên nghiệp liên hệ. Ôi, chào em Bo nha. Em có muốn vô flash hay là gam không? Ngại lắm. Mà anh em biết rồi, anh em xem stream của tôi là tôi là một người rất là ngại từ chối, anh em hiểu không? Đấy. Quay điệp mà mày thằng bâu trả đam nhanh như vậy. Má mày không hiểu luôn. Mày hát rồi. Thằng này hát rồi. Mày hát đúng không Bo? Không. Hay là nhiều khi mày hát xong thằng Long nó biết nó kích mày Bo? Cây thế nhờ. Tí tài con lấy đầu anh Bo. Cái gì? Cái gì? Ai dài ơi, nói cái gì mà nghe không rõ vậy? Con mẹ mày. Cái gà kìa hết hồn luôn á. Nghe muốn xẻo á. Ây trời ơi. Cái thời mà tao bắn PUBG rồi, thằng tài con nó vẫn ngồi xem tao. Đấy. Xong 2 năm nó chơi PUBG, giờ nó bắn tao muốn bệnh. Tao gặp nó tao kêu bằng ba không. Đéo dám nhìn luôn. Được không mày? À, mày lắm. Chưa nhìn mày, chưa nhìn thằng Bo xấy. Ở đấy à? Anh một like ở đâu vậy anh? Đấy, cứ nằm xuống thôi, cứ gặp thằng nào ngồi xuống xoáy tên chết. Mày dùng cái từ stream không được. Mày dùng cái từ stream mày chết. Nói biết bao nhiêu lần rồi. Má mày lỗ tai cay. Mày dùng cái từ stream thì sao? Hả? Ê, có cái thính mới này Bo ơi. Nghe cái đuối này Bo. Stream nó đọc nó khó, dùng từ like nó dễ hơn. Kìa chứ. Wow. Trên đồ nó đẩy qua vậy. Từ, đang loot. Đó, đứng bê Bo, anh chỉnh liên hoàn á Bo. Cái chế độ mà bắn nhiều liên đạn á đúng không? Đây. Đúng. Anh ngồi xuống cái là làm tên chết luôn. Ok mà anh, nhưng mà đam 500 viên nữa. Mà đam nó không to. Sao mà không to á? 3 viên rưỡi là chết rồi. À, giờ ví... nhiều tiền nghỉ tháng khỏi đánh chú ơi, ví dụ mà cái kênh con được 1 triệu sắp rồi đúng không? Bây giờ con đổi thành, đổi Gmail nha, đổi thành cái tên mới thì nó có cấp thêm một cái nút vàng nữa không chú? Có à? Ừ. Nhưng mà có cái đồng đúng không chú? Làm sao mà nhưng mà tên mới với Gmail mới là phải cấp một cái nút vàng mới chứ. Ui, có team đi xe lên đây rồi nè. Đúng đi rồi, tôi tên Xuân Anh, nghe nó hợp lý á anh Xuân Anh à. Mọi người muốn qua hổm này đứng không? Đi qua hổm đấy cũng được, đi không? Xe được, có xe. Đang bắn nhau kìa. 35 thằng này đấy, đi được. Tham Minh. Nhưng mà trễ rồi. Không, tí cứ chạy qua đường được mà. Để cứ đi. Ê, 2205 lỡ lưng này. Thấy không? Này ngồi này bọn. Ở nhà hay ra chỗ ba bắn vậy a Bo để em còn ra xin chụp hình. Một viên này. Anh bắn ở nhà em ơi. Viên nào à? Chúng viên nào luôn anh Bo à? Anh tính toán trúng một viên mà. Trúng đồ trúng. Cảm ơn em nhé, anh bắn ở nhà.
xe. Chạy bên phải đây. Ở lấy chỗ này rồi. Nè, tí nữa sao mình chạy nha. Đi không ai lấy xe hết. Đi này, thông minh. Chết mẹ, nó vô cái hõm rồi gai ơi. Nó không biết, nó không biết. Nó ngu. Chết mệt. Chết mặt em này. Chơi được, mày bắn trước đi bông. Làm sự tập trung đi, tao móc nó. Hay. Không đồ. Bắn đi nhá, anh móc này. Anh đang móc. Nó một rồi. Móc nữa. Một trăm sẽ móc nữa. Lê. Thôn hẹp đã phải. Mày. Bên đây có người. Nghe vẻ em có người. Hồi nãy nó nhìn quá. Quên. Ok. Đi. Ê, nhanh, gớt xe. Dành núi bên phải, từ từ. Anh đi bộ, để em xe móc qua đường, em bắn cho, từ. Để móc qua đi, con em xe móc đi, cầm vụ nó cho. Một viên chú ơi. Nóc. Đấy, đúng bọn trên đầu. Anh bắn trái. Nóc nha, lên được chú, lên ăn nó chú ơi. Nóc rồi. Được nha, bắn đi, anh bắn trái. Bóp đi mọi người, quên em sẽ bóp đi, để em lấy vị trí cho. Dưới nào. Xe này. Đời nó nha, nó vẫn ở đời nó, .2. Ok, anh Công này, nó chuẩn bị đi này. Đừng công, mọi người chạy qua đường đi. Anh Công được, anh Công. Mọi người yếu rồi nè, trước mặt em, bên đường. Bên đường anh nhìn trái, anh nhìn trái. Anh móc được hả bô? Anh móc được, bắn đi, em bắn, anh bắn cho banh, kê chừng đi. Để lên bộ. Chá anh có người mặt này, có quay qua đây bắt hình. Em quay qua nè. Đi chú ơi, về chú ơi. Bắt cóc rồi. Nó giết hai kìa. Thằng lẻ sau. Còn một thằng thôi đúng không? Còn team kia, team. Trong xe móc này chú. Trong xe móc. Một mồm này. Một với người này, ít nhất hai. Ở đâu bụt? Sao chỗ anh bên đấy, nghe chấm một. Một viên người này. Nghe này. Yêu. Hay đúng rồi. Nóng bột thôi. Vàng chấm chấm bóc. Rồi cứu anh con, cứu anh con. Hay. Nhà cà lìa đó chú ơi. Nhà lìa. Bắn 3 viên là chết. Ơi bảo mà. Ừ. Khỏe mà. Em nhặt nhiều sao bóc lắm. Rambo Man, Adam là cho follow cho tôi xin một follow nhé. Cảm ơn Adam nhiều nhé. Đây rồi, mà mình thấp một trận này xong rồi nghĩ là đẹp rồi. Baby man. Không. Này. Trong kho. Thằng máy. Ủa, nó chạy ra ngoài hả? Vãi. If my name is easy, man. The easy man. Chính kêu. Quá, anh cầm G3 bắn nét thiệt chứ. Quá nét, man. Cậu đó anh nằm xuống anh xoáy 100 mét. Xoáy 6-7 mét nó còn không giật nữa mà. Đấy. Anh Bo là một game thủ chuyên nghiệp cử cửu trong làng PUBG Việt Nam. Anh Bo tay to, anh Bo là niềm tự hào của anh em Dâm Bô Động. Chúc anh xíu nữa anh làm ba cái top một cho anh em mở mày mở mặt kính gửi anh Bo khùng.